bánh ống, bánh con, bánh sừng bò, bánh tình nhân là những món ăn truyền thống biểu trưng cho bản sắc văn hóa của dân tộc Mường, là sản vật tinh thần linh thiêng không thể thiếu trong những ngày lễ Tết sum họp của đồng bào Mường, huyện Tân Sơn. Bánh ống trong tiếng Mường gọi là bẻng ổng, bánh con trong tiếng Mường gọi là bẻng còn, bánh sừng bò gọi là bẻng rưng po, bánh tình nhân gọi là bẻng cự. Bánh tuy được làm từ những nguyên liệu mộc mạc, giản dị như gạo và bột nếp nương, thịt lợn, lá dong, lá chuối rừng, gia vị có muối, hạt tiêu, nhưng có hình dáng và hương vị rất đặc biệt, đem lại sự thích thú cho người ăn. Còn cái cách làm bánh này thì nhìn thì rất đơn giản, nhưng mà thực sự là cần phải tỉ mỉ. Cái thứ nhất là cái cách chọn gạo ấy, gạo là gạo nương nếp, hạt mẩy. Sau khi xay sát xong là cái hương vị là phải hương vị lúa nương, đúng bản chất của cái người dân tộc Mường chúng tôi. Còn lá gói bánh này thì cần thiết là phải chọn. Lá chúng tôi là lấy từ trên đồi về. Thì nếu mà lá chuối thì phải hơ qua lửa. Còn cái lá dông thì phơi 1 đến 2 nắng tùy theo cái độ nắng. Sau đó về là lau hoặc rửa sạch thì mới cho vào gói. Từ ngàn đời nay, dân tộc Mường đã gắn bó sâu nặng với thiên nhiên, tập quán sinh hoạt trên những triền núi, gần những con sông, con suối nhỏ, săn bắt, hái lượm trên rừng và đánh bắt cá tôm ở khe suối, lòng sông. Chính từ sự che chở của thiên nhiên mà ẩm thực Mường cũng độc đáo, sáng tạo, nhiều sắc màu và ý nghĩa. Gia đình tôi thì thường ngày trước thì gói bánh vào dịp Tết, thì mẹ với bà gói bánh, tôi làm trẻ cứ sang men lại để xem các bà gói, tôi rất thích và tôi làm theo, học theo các bà. Ngày nay cuộc sống dù đã đổi thay đi nhiều, nhưng đồng bào Mường xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn vẫn luôn gìn giữ phong tục gói bánh truyền thống vào ngày Tết. Bánh sẽ được làm vào ngày 28 hoặc 29 tháng Chạp và được các gia đình trong làng dâng lên bàn thờ làm lễ cúng ông bà tổ tiên vào ngày mùng 1 Tết. Mỗi chiếc bánh sẽ tượng trưng cho tình yêu thương, đoàn kết, lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn của người Mường dành cho ông bà tổ tiên. Đó cũng là một trong những nét văn hóa đầy tính nhân văn mà đồng bào Mường đã, đang và sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa đến muôn đời.